Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cái cách để mà mình copy dữ liệu từ cái ổ cứng của đầu ghi hình camera vào máy tính. Thì bởi vì mình thấy là rất nhiều bạn là hỏi về cái cách nào mà copy dữ liệu nhanh, đúng không? Và tại vì cái mà copy dữ liệu từ cái phần mềm Smart VSS thì nó tương đối là chậm đối với những cái file có dung lượng lớn. Ví dụ như thường chúng ta đặt cái thời gian ghi hình trên đầu ghi hình mặc định là khoảng 1 giờ cho một tức là thường là một cái đoạn phim nó sẽ là một giờ, nó tương đối là dài. Thế thì hôm nay mình xin giới thiệu cái phần mềm của mình, cái cách làm của sản phẩm Dahua. Đây, thì cái Dahua thì họ cung cấp cho chúng ta các cái phần mềm miễn phí để làm cái việc này. Nó nằm ở trong, chúng ta có thể lên cái trang Dahua Wiki, chúng ta tải về cái, hoặc là chúng ta có thể lên trang Dahua, chúng ta Dahua Việt Nam gì đấy, chúng ta tải về cái phần mềm Dahua Toolbox. Này, Toolbox đây. Thì trong cái Toolbox này thì chúng ta phải tạo một cái tài khoản để chúng ta tải về các cái ứng dụng. Các cái ứng dụng, cái tài khoản thì dễ tạo thôi, nó là miễn phí, có thể tạo bằng Gmail cũng được. Thì chúng ta tải về thì mình ở đây thì mình có cái phần mềm, ví dụ như là phần mềm, đây là cái phần mềm quản lý ổ đĩa đây, Deepmanage. Rồi chúng ta mở cái phần mềm Deepmanage này lên. Thì cái phần mềm này là để mà chúng ta đọc dữ liệu của cái ổ cứng đầu ghi hình. Thế thì cái phương pháp thì là chúng ta sẽ tháo cái ổ cứng đầu ghi hình, chúng ta gắn vào trong máy tính, gắn trong, chúng ta kết nối qua cổng SATA gì đấy. Các bạn làm PC chắc là các bác làm thì các bác biết. Như mình thì mình có một cái dock dùng để đọc ổ cứng. Thì cái dock này thì mình dock này kết nối cổng USB, nó sau khi mình cắm ổ cứng vào thì nó nhận như một ổ cứng gắn ngoài thôi. Đấy, thì chúng ta cắm ổ cứng vào. Rồi. Thì sau khi cắm chúng ta mở cái phần mềm lên, Bởi vì sao? Bởi vì cái ta cắm ổ cứng vào nhưng mà cái ổ cứng này là cái ổ cứng của đầu ghi hình thì nó không thể, tức là khi chúng ta gắn vào trong cái máy tính chạy Windows thì nó không sẽ không có đọc được dữ liệu. Vì cái ổ cứng này trước đây thì khi chưa có công cụ này thì chúng ta thường chúng ta phải chạy cái máy ảo Linux lên để đọc dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta cái ổ cứng mà gắn trong đầu ghi hình á đã được định dạng theo cái ổ cứng theo cái định dạng của Linux. Cho nên là trên Windows là sẽ không thấy. Thế mà nếu mà thấy á, thì thường sẽ hỏi chúng ta có format hay không, chúng ta bấm format cái là mất hết dữ liệu của khách hàng. Đấy, thì chúng ta sẽ phải dùng cái công cụ này. Đây, chúng ta mở cái phần mềm lên. Rồi chúng ta bắt đầu, chúng ta chọn. Thì ở đây á, là nếu mà chúng ta gắn bên trong á, gắn bên trong cái nối cổng SATA trực tiếp trên main của máy tính á, thì chúng ta bấm vào local disk thì nó sẽ hiện ra. Còn nếu không á, đây nó sẽ hỏi chúng ta đây chọn gỗ đấy. Còn nếu mà chúng ta gắn ở ngoài như thế này thì chúng ta chọn là external disk, rồi nó sẽ hiện ra disk không. Không biết không, bởi vì sao? Bởi vì cái dock này là nó có hai cái ổ, có thể gắn được hai ổ cứng. Chúng ta đang gắn một ổ và cái khe số 0. Và khe nó có xe 0 và khe 1, thì chúng ta gắn vào khe 0 thì nó như thế này. Chúng ta chọn đít 0, chúng ta bấm tìm kiếm, không lớn như vậy nhìn. Muốn tìm kiếm thì nó sẽ xuất hiện ra đây. Là chúng ta nhìn thấy đây, cái đầu ghi này là có mấy kênh, có 6 kênh. Rồi, dữ liệu được lưu từ ngày 3 tháng 10 năm 2017 đến 14 tháng 3 năm 2017. Rồi, chúng ta bấm vào trong cái ví dụ như là chúng ta ở đây là nó có 22 trang, tức là có 22 trang này, đó là dữ liệu nó ở đây nó chỉ hiện được có một ngày chẳng hạn. Thế chúng ta bấm vào cái ngày, cái trang số 20 đi. Rồi, chúng ta bấm enter. Đấy. Chúng ta bấm enter thì nó sẽ ra được cái ngày này là ngày 14 tháng 3 này 2017 chẳng hạn như thế. Kênh số 5, chúng ta kết quả kênh số 5 chúng ta xem là cái gì đấy. Rồi chúng ta kết quả kênh này, kênh số 4. Rồi. Đây là kênh số 4, kênh số 2. Đấy, ví dụ như kênh số 2, kênh số 4. Đây, đấy, kênh số 4. Rồi, chúng ta không lớn lên để nó xem ha. Không lớn lên. Rồi, khi nào các bạn bấm stop. Đấy, rồi các bạn muốn tải cái file nào về, chúng ta muốn tải cái kênh nào về, ví dụ kênh số 1 đi. Vào lúc 00 giờ này, ta tải cái nào ban ngày cho nó dễ nhìn ha. 18 đi, kênh số 1 vào lúc 3 giờ chiều. Rồi, rồi kết quả chúng ta xem. Đây, kênh số 1 lúc 3 giờ chiều đây. Rồi, chúng ta bấm tải xuống, download.
chúng ta loát, thì nó sẽ hỏi cái chỗ để chúng ta lưu, thì chúng ta chọn một cái chỗ bất kỳ. Chúng ta bây giờ chúng ta tạo folder mới, là folder này ví dụ như là edit đấy, NBA đây, đang lưu. Rồi, chúng ta bấm chọn. Rồi, bắt đầu tải về đây. À đây, chúng ta đang chọn hai file đấy, chúng ta sẽ tải về một file đã. Các bác chờ trong một lúc thì nó sẽ tải về xong. Rồi, xong. Đây, nó sẽ tải về cái file thứ hai nữa. Chúng ta chọn hai file để tải về. Chúng ta sẽ xem tổng dung lượng của hai cái file này là bao nhiêu nhé. Chúng ta bấm đòn ra. Chúng ta vào đây thì chúng ta đã tải về hai file. Chúng ta lưu vào OD, OD trong cái mục gọi là mục disk NVA. Đây có hai file, đây hai file chúng ta tải về. Rồi chúng ta phân biệt hai cái file này bằng cách nào? Chúng ta kéo ra đây, chúng ta thấy này, ví dụ như là kênh số 1 CH1, đây là có chữ CH1 là kênh 1 này. Rồi cái ngày tháng 5 này, đấy ngày tháng 5 này, đây là 13 tháng 3 2017, lúc này là lúc 13 tháng 3, lúc này là 4 giờ 16 giờ, còn lúc này là 01 và lúc 1 giờ nha, sau cái ngày 14 tháng 3 2017. Đây rồi, chúng ta kích vào đây chúng ta xem. Khi chúng ta kích vào thì đây là cái định dạng tải về, định dạng DAV. Thì cái định dạng DAV này thì chúng ta không thể xem bằng cái ta không xem được bằng các cái phần mềm mặc định theo máy được, mà chúng ta phải tải về một cái phần mềm để xem, là phần mềm Smart Player. Thì cái này nó có trong toolbox. Đây các bác vào trong on tool, nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong cái mục Play Record. Đây thì nó có Smart Player, đây cái phần mềm để xem ha, để xem. Rồi phần mềm để xem đây. Đây là cách thứ nhất để chúng ta tải dữ liệu về. Cách thứ hai là không phải tháo ổ cứng. Cách thứ hai là chúng ta dùng cái phần mềm, chúng ta dùng cái phần mềm remote playback tool này, tức là cái điều khiển để xem lại, cái công cụ điều khiển xem lại. Chúng ta bật chọn open. Đây thì khi chúng ta mở lên cái này, cái phần mềm thế này, bắt đầu chúng ta đầu tiên là chúng ta cái phần mềm này á, là nó sẽ kết nối với cái đầu ghi hình hoặc là cái camera IP gắn thẻ nhớ gì đấy mà chúng ta có. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhấn nút add, đây là add vào. Đó, một địa chỉ IP thì chúng ta có thể gõ địa chỉ IP nội bộ hoặc là IP1 của đầu ghi. Nếu chúng ta kết nối từ xa IP1 như tên mình thì không gõ được, nhưng mà IP1 thì gõ được. Đấy, chúng ta gõ cái IP nội bộ, ví dụ mình kết nối với đầu ghi của công ty 2.168.5.5. Rồi, nếu như các bác để một mặc định thì các bác bọc RTP mặc định thì các bác cứ để đây là như mặc định thế này, nhưng mà nếu các bác như mình đổi rồi thì mình đổi sang đây. Bấm OK. Đấy thì nó sẽ kết nối vào, nó sẽ hiện lên đây. Nếu mà sai thì nó sẽ báo timeout ngay. Các bác chọn cái ngày muốn xem lại thì nó mặc định là nó xem một ngày, tại cái một ngày 24 giờ kể từ cái thời điểm, tức là tính lùi từ cái thời điểm bắt đầu các bác đang làm đây. Các bác bấm query tìm kiếm ha, bấm tìm kiếm ra. Đấy thì nó sẽ có đây, cái đầu ghi này nó có
có đây, nó có tất cả đây, channel đây, 1 đến bao nhiêu đấy, kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4, nó sẽ hiện ra một ngày, nó có chừng này file. Đấy, ví dụ như kênh 1 này, bây giờ mình sẽ bấm, ví dụ mình chọn một kênh bất kỳ đi, kênh số 4, carry lại, đấy, mình chỉ xem kênh số 4 thôi. Thì mình sẽ xem cái dữ liệu này, nó bắt đầu từ giờ nào này, đây là từ 10 giờ, đúng không, từ 10 giờ của ngày 14 tháng 11, rồi chúng ta bấm OK, bấm vào đây. Chúng ta chọn kênh double vào thì chúng ta xem. Đấy, các bác muốn tải về thì các bác bấm vào cái, các bác bấm chọn một kênh thôi, bỏ, đây là bình thường nó chọn hết, thì các bác bấm kênh này để bỏ chọn đi, chọn một kênh. Đấy, chọn một tiếng thôi, một tiếng thì cái này là do các bác cài đặt cái đầu ghi, cái đầu ghi cài một cái file nửa tiếng thì nó lưu nửa tiếng, mà lưu một tiếng thì nó là sẽ là một tiếng nguyên file nha. Đó, đầu loạt về đấy, nó lại hỏi cái chỗ lưu thì các bạn bấm vào đây my computer, chọn đi của mình đi này. Các bạn chọn vào cái mục là cái folder lúc nãy mình tạo đi, rồi các bạn bấm lưu. Đấy thì bắt đầu nó sẽ tải về, bởi vì cái quá trình tải về này thì nó sử dụng qua mạng, mà mình thì đang qua mạng nội bộ, mình đang sử dụng máy tính mình không có cổng LAN, mình đang dùng qua cái cổng USB, nó hơi chậm nhưng mà nó vẫn còn nhanh hơn cái smart rất là nhiều, cái file rất là lớn. Cái này là camera 8 megapixel nên cái đoạn này nó rất là lớn. Rồi mình bấm stop đi. Đây là ví dụ thôi. Được, cái cách xem lại thì nó cũng tương tự như của cái mình chép từ trực tiếp tổ cứng, nó vẫn là định dạng DAV như thường nha. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.